Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Pell, ngày hôm nay thì mình tìm được một cái map và bạn này hình như là bạn tên là Mưa. À, bạn Mưa này có gửi cho mình cái map này qua email. Bạn lại bảo là anh mẹ Pell chơi thử cái map giải mã siêu trôn này đi. À, map có tên là Baba thoát khỏi căn phòng bạn ạ. Ôi chà chà, nhìn trông có vẻ là một bên là cái phòng này có lava, phòng này có cầu thang bạn ạ. Nhưng mà theo kinh nghiệm chơi lâu năm là cái gì nguy hiểm chúng ta nên lao vào. Tôi nghĩ là cái phòng lava này đúng này, nhưng mà không biết là chơi như nào bạn ạ. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng chơi thử cái map thoát khỏi căn phòng của bạn Mưa này. ID là 85849919 các bạn nhá. Map có khá nhiều bẫy trôn bạn ạ. Ui, bình luận cay thế nhở. Ôi giời ơi, map có vẻ khá cay đấy bạn ơi. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký cho kênh ủng hộ mẹ Pell bạn nhá. Ôi chà, để xem mà phần cảm xúc này. Ok bạn ơi, để mình vào thử xem nào. Vào thử map này xem mà chơi như nào bạn ơi. Nhìn trông có vẻ khá là tò mò bạn ạ. Rồi. Đây đây, chơi nào đây. Nà. Bấm nút bên dưới để bắt đầu. Nhưng mà lại có mặt cười. Cho nên chắc chắn là có cái gì đấy mờ ám bạn ạ. Tôi không bấm đâu, mẹ không bấm bạn ơi. Nhìn mặt cười rất là mờ ám nữa. Không bấm là không bấm bạn ơi. Đọc thông tin á. Tên map thoát khỏi căn phòng, map có rất nhiều bẫy trôn. Map có các tờ giấy gợi ý của từng level được giấu ở từng level. Bật lá cây vuông để chơi map dễ hơn. Ok, đợi tí nha. Nhớ đọc kỹ các bảng có trong map. Map dễ lắm, tin tôi đi. Chúc bạn qua map trong sự vui vẻ trong ngoặc kép. Đấy, vui vẻ trong ngoặc kép bạn nha. Đấy, trong ngoặc kép có nghĩa là map này hơi bị cay đấy bạn ơi. Không có vui vẻ đâu. Rồi, mình để cái hình vuông bạn ơi. Rồi, chỉnh là cái hình vuông đã. Ok ok, đầu tiên là cái nút bấm này. Nhìn cái nút bấm là tôi đã thấy là có gì đấy mờ ám bạn ạ. Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi là tôi sẽ không bấm đâu. Có tin nhấp vô khối bên dưới để bắt đầu không? Mình cứ kiểm tra đã. Không phải tự nhiên cái chỗ này là xê thảm bạn ạ. Chắc là dưới thảm này phải có cái gì đấy bạn ơi. Cái gì ấy? Biết ngay mà. Ây giời ơi, anh em thấy chưa? Ok. 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 Ok, tên nó trôn à? Ôi trời ơi, bắt tôi hack não nhau. Ôi từ từ, có khi nào mắt này hack não không ta? Cái chỗ đơn giản là cái chỗ... Bắt đây, bấm đây nào. Không có gì cả bạn ạ. Về cái chắc chắn cái nút này trôn rồi. Chắc chắn là cái nút này trôn bạn á. Ok. Còn cái ô này thì sao? Cái ô này nó cũng thế bận ạ. Chà chà. Vậy thì phải như nào nhỉ? Mình sẽ quay lại cái chỗ cái phòng đi. Cái phòng này nó còn cái gì khác ngoài cái ô được không? Bấm vào cái ô kia. Trời ơi, bấm vào cái ô trên đầu bận ạ. Ok ok, rồi tiếp tục. Ở đây có level 1, level 2, level 3 này. Ok, mình sẽ đi lại một trước đúng không? Căn phòng thứ nhất, kích vào khối dâm. Ok bạn ơi, rồi chúng ta đến với căn phòng đầu tiên bạn ạ. Cái cửa nhìn mờ ám vậy. Mình kiểm tra kỹ ngóc ngách các bạn ạ. Tất cả ngóc ngách đặt cần gạt vào đây. Từ từ đã, béo béo phải chắc kèo. Cứ phải chắc kèo bạn ơi. Ok rồi, chọn một trong hai đấy. Theo như lúc nãy mình phân tích đó là chúng ta nên chọn cái gì đấy nhìn nó nguy hiểm bận ạ. Nhưng mà thôi, tôi cứ đi thử cái nhìn trong bình thường chứ đi. Ôi rồi, nhìn là biết cái này rơi vào đây này, rơi vào cái ô ở phía dưới này. Nó có cái chỗ mà đây nè, cái chỗ mà chặn khóa cửa này đó. Hình như cái này sao đúng không nhỉ? Đúng không? Chuẩn luôn, hình như là cái này này đấy. Nó bị rơi xuống đây bạn ạ. Nhưng mà khoan á, nhưng mà rơi xuống thì qua lại kiểu gì nhỉ? Mình cứ thử đi, mình cứ thử đi bạn ơi. Mình cứ thử test map đi. Đấy, anh thấy không? Biết ngay mà. À, có cửa đi ra, thấy không? Đó. Chẳng qua tôi test thử cho anh em coi thử thôi. Đấy. Ok, tôi hiểu sơ qua rồi. Bây giờ chắc chắn đi ở đây rồi. Rồi. Để coi bên xem nào. Để coi xem ở đây có lava. À, ở đây có dưa bạn ơi. Từ từ khoan á. Kiểm tra kỹ phần đó. Một người chơi giải mã chuyên nghiệp là phải không được bỏ sót bất cứ cái gì bạn ạ. Nên là biết không có à? Tôi kiểm tra bánh mì. Sau cái dương có gì không? Sau cái dương này không có gì bạn ạ. Có gì không?
trong này cũng không có gì, bạn ạ. Đóng cửa báo nào. Trong này không có gì anh em nhé. Thế nên mình quan sát đúng là trong này nó không có gì cả bạn ạ. Ok, chắc kèo rồi. Không gì này cả. Chết để quay về em. Ơ là như nào nhở? Là như nào ta? Là như nào nhở? Có cái gì đấy không đúng bạn ạ. Từ từ nha. Có cái gì đấy nó không đúng bạn ơi. Bây giờ là phải đi tìm cần gạt đúng không? Còn cái phòng này, phòng gì đấy? Cái phòng này mình vẫn chưa biết phòng này phòng gì bạn ạ. Phòng này hiện tại mình vẫn chưa biết này. À ôi, hình như giới hạn chỉ có 17 mạng này. What the hell? Nên mình chỉ còn có 17 mạng bạn ơi. Thực hay cái này. Không phải bạn ơi. Cái ô nước này. Chết để quay về á. Từ mình phải kiểm tra kỹ lại bạn ạ. Tôi phải coi kỹ lại xem đây có gì mờ ám không. Mắt phải căng đấy. Nó này hơi bị ban căng nha. Ở trên đầu này là không có gì bạn ạ. Cái này tức là chúng ta phải tìm được cần gạt ở đây thì mới. Cái dưới này là máy bắn. Mình cứ tưởng là block container. Ok bạn ạ, nhưng mà chết mất mạng không ta. Ui có 16 mạng kia. Không ổn rồi. Chắc lát nữa mình phải lấy quần để chuyển bạn ơi. Không ổn tí này bạn ơi. Đây, đặt cần gạt vào đây bạn ơi. Khả năng cao là đi vào đây. Chúng ta liệu rằng có rơi đâu nhở. Ở đây vẫn còn bộ ô này. Mình không biết là gì bạn ạ. Dễ lắm bạn ơi. Cứ từ nha. Úi dồi ôi. Khoan, dừng khoảng chừng vài giây. Nhiều khi rơi vào lava. Đúng bạn ạ nhở. Nhiều khi theo như suy luận của mẹ béo ấy là chúng ta phải rơi vào lava bạn ạ để tìm cần gạt cơ. Nhiều khi là như thế ấy, chứ quanh mấy cái dương này chưa chắc đã có cần gạt đâu bạn ạ. Thực sự nó bính thì bòm như thế không biết. Mình cứ kiểm tra cho đúng luật nha, đúng lệ nha. Chứ mình nghĩ là theo như suy luận của mẹ béo ấy là tất cả những cái dương này nó sẽ không có cần gạt đâu bạn ơi. Mà cần gạt ấy nó sẽ nằm ở cái ô lava kìa. Đó. Thế là theo như suy luận của mẹ béo. Ok, có thật à? Ok à? Thật là dễ thế. Trời ơi, tôi cứ nghĩ là map này phải hack não nhau bạn ạ. Hai cần gạt luôn á, vãi chuồng. Ok, chắc chắn là mở đây rồi đúng không? Coi như level này cực khó thì... What the fuck? Bên này mở cửa sẵn này. Chúng ta nên đi đường nào nhỉ? Giống nhau à? Hey. Bởi cái này giống nhau bạn ạ, bê cung. Mê cung này như cũng giống nhau bạn ơi, nó thông qua nhau hết này. Uầy, từ từ nè. Đi nhìn gì, trời ơi. Khoan đã. Trên này là chặn bằng hình rồi này. Cái mê cung này có lối thoát không vậy? Cái cửa nhìn mờ ám nha. Từ từ đã, cái cửa nhìn hơi bị mờ ám đấy. Ok này. Vậy là ba cái đường này để thông vào nhau là một cái đường chung đấy, đường chung này. Tôi vừa hắt xì, có khả năng là có điểm. Khả năng là có một cái đường ẩn bạn ơi. Nếu mà có đường ẩn thì mình nghĩ chúng ta sẽ rất là khó tìm bạn ạ. Cái đường này mình đã vẫn chưa hiểu là bạn sao có ô này thừa nhỉ. Theo như suy luận của mẹ Bell thì mình sẽ đi cái đường bên này là đường bên này chưa đi này. Cô mất đường này chưa đi này. Đường cụt bận ơi, đường cụt. Ok, mình sẽ đánh dấu bận nhá. Lần này tôi sẽ đánh dấu đi. Bắp này vứt ra cái mất đồ luôn. Ấy chà chà, không đánh dấu được bạn ơi. Đấy, có hai đường này thì nó như nhau, nó thông qua rồi. Bây giờ đường cụt nhá, cái này chắc đường cụt rồi. Ok, nhiều khả năng là sẽ không có đường ra bạn ạ. Nhiều khả năng là như vậy. Đúng rồi, đây là toàn đường cụt. Vậy là cái mê cung này là chắc chắn là không có đường ra bạn nhá. Mê cung này là toàn đường cụt thôi bạn ạ. Đấy, đường này đường như nhau hết này. Đấy, mê cung này là không có đường ra bạn ạ. Ok,
Thôi, và có thể kết luận là mê cung này là không có đường ra bạn nhá. Ok, vậy thì nhiều khả năng chúng ta sẽ phải nhảy xuống lava. Đấy, biết ngay mà. Anh em thấy chưa? Không có đường ra thì chắc chắn là chỉ có thể nhảy xuống lava. Bạn ơi, tôi kiểm tra kỹ xem quanh đây là có cái gì mà ám không đó. Ok, dưới nước không có gì cả bạn ơi. Rồi, lên. Tiếp tục bạn ơi. Một cái ô có nước, một cái ô có lava. Chắc chắn là nhảy vào ô lava rồi. Ô kìa, ô sai luôn à? Cay thế nhỉ. Ô lava lại sai luôn. Bị cay chứ. Thế là ô nước rồi. Ô kìa. Ok. Thắng rồi, thắng rồi, sao được, chưa thắng đâu. Nút ở trong dương. Ok, có nút rồi nè. Rồi. Sao nữa ta? Click vào block kia để chơi tiếp bạn ơi. Ok, ủa nhưng mà mình bây giờ mình hết, mình mất khá là nhiều mạng bạn ạ. Mình mất khá là nhiều mạng ấy chứ. Rồi bây giờ cho đến level 2. Ôi, nãy giờ mới xong một level bởi lại mắt này, nhưng mà mấy level đấy, mất trên tầng này còn không? Hết ý tưởng rồi, khi nào có ý tưởng sẽ tiếp. Ôi, nãy giờ mình mới chơi xong một level thôi bạn ạ. Quang nhờ. Ok luôn bạn ơi. Rồi thì chắc là tập đầu chúng ta xin phép được kết thúc ở đây thôi bạn ạ. Ok, còn những tập sau mình nghĩ tập sau mình sẽ chơi nốt 2 level 2 3 bạn ạ. Ui, map này khá là cuốn đấy bạn ơi, nhưng mà chủ map nên chỉnh lại nhá. Nên bỏ cái giới hạn máu đi, giới hạn mạng đi này, bởi vì nhiều bạn mà chơi kém á là sẽ chết rất là nhiều luôn, mà chết nhiều thì khả năng là thua nhanh lắm các bạn ạ. Thì mình nghĩ là nên bỏ cái giới hạn mạng đi này đó, để người ta còn chơi được. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo béo làm dụng nữa thì hãy để lại bên phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.